Vào năm 1937, trên thi đàn Việt Nam đột nhiên xuất hiện một thi nhân làm chấn động dư luận không ít. Thi nhân mang bút hiệu TTKH đột ngột xuất hiện rồi biến đi. Người ta không biết thi nhân là ai, chỉ biết TTKH chỉ lưu lại có 4 bài thơ, mà lại là những bài thơ tình lâm ly bi đát. Mời quý vị thưởng thức bài thơ Hai sắc hoa Tigon. Lòng tôi còn xa đến bao
thương nhớ người ấy, cho nên vẫn hừng hờ. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạt lẽo của chồng mà từng thua trên từng thu chết vẫn giấu trong tim bóng một mình. Buồn quá, hôm nay xem tiểu thuyết thấy ai cùng ví cảnh trái tim phai tựa